Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ấn Độ Thái Bình Dương, một thực thể địa chính trị mới. Ngày 31 tháng 7, AFI tiếng Việt có bài Chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, Việt Nam và ASEAN chọn lợi ích nhưng không chọn phe. Phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoit de Calde, Viện Nghiên cứu Chiến lược IASEM, Trường Quân sự Pháp về những chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông Benoit de Calde cho rằng Hiện giờ Ấn Độ Thái Bình Dương là một khái niệm rất thịnh hành do sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như sự trỗi dậy của Ấn Độ ở châu Á cùng những hệ quả có thể xảy ra đối với châu Âu, với Pháp và nhất là sự hiện diện của Mỹ ở trong vùng và ở Ấn Độ Dương. Do đó, phải suy nghĩ lại một cách tổng thể mối quan hệ của các nước phương Tây với châu Á, bao gồm vấn đề địa chính trị, gợp cả về ngoại giao, kinh tế, chính trị và địa lý. Hình ảnh bài trên AFI. Ông Benoit de Calode phân tích, trước tiên cần nhắc lại việc hình dung ra không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương này nằm trong chủ trương mới về tương quan lực lượng của các quốc gia đang thực sự tìm cách cải thiện tình hình của mình, thậm chí là chiếm ưu thế nào đó. Cho nên cần có những nhà nghiên cứu Pháp và nước ngoài suy nghĩ về khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương nhìn từ Nhật Bản, châu Âu hay từ Đông Nam Á bởi vì ở mỗi quốc gia, mỗi một vùng nhỏ có cách nhìn khác nhau về khái niệm bao quát này thực thể địa lý này không tồn tại mà đây là thực thể chính trị được hình thành, hình dung và phát triển qua lập luận chính trị của các nhà nước liên quan. Ông Benoit de Calde cho biết, ý tưởng gộp cả hai vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thành một thực thể địa lý xuất hiện khoảng những năm 2000 đến 2010 là điều hoàn toàn mới, là hệ quả trực tiếp từ sự trỗi dậy của Trung Quốc, nước hiện giờ đang thành đối thủ cạnh tranh lớn đối với tất cả các nước phương Tây. Ông Benoit de Calode cho hay các nước Đông Nam Á vẫn nhắc lại thường xuyên rằng họ không muốn cảm thấy bị bắt làm con tin bởi vì sự phân định mới về không gian quốc tế này một biện pháp mà có thể khiến họ nghĩ tới những lập luận và ký ức thời chiến tranh lạnh. Điều này đã được Singapore và các nước Đông Nam Á kiên quyết nhắc lại tại đối thoại Shangri-La gần đây ở Singapore vào đầu tháng 6. Đối với đa số các nước trong vùng, không có chuyện phải chọn một phe Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả bên thân Mỹ, để có thể hạn chế hoặc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong vùng. Hình ảnh trang chủ tạp chí Ecuador, nơi phát hành chuyên đề những cách nhìn địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương do ông Benoit de Calode, đồng chủ biên. Benoit de Calode nhận xét, quan hệ quốc tế mọi thời đại đều được nuôi dưỡng từ những cuộc đối đầu và ngoại giao, gây ảnh hưởng của nước này chống lại nước kia. Điều này không hoàn toàn mới. Khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương chủ yếu là do Mỹ, Nhật Bản và phần nào là Liên Hiệp, Châu Âu hoặc Ấn Độ sử dụng để thuyết phục các nước trong vùng hợp tác nhiều hơn với họ để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn về sự trỗi dậy của Trung Quốc ở trong vùng. Mười nước Đông Nam Á đã khám phá ra logic cân bằng trong khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, họ triển khai một chính sách ngoại giao cân bằng để vừa tiếp tục hợp tác với nước này và nước khác mà không lợi dụng phe này chống phe kia. Ông Benoit de Carlude lấy ví dụ Việt Nam cho thấy Hà Nội tranh thủ ý định xích lại gần hơn của Mỹ nhưng sẽ không đi quá xa. Họ biết rất rõ rằng họ không có lợi khi làm Phật lòng nước láng giềng Trung Quốc khi cố tăng cường một cách lộ liễu quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ. Các nước trong khu vực và các nhà lãnh đạo có chiến thuật khác nhau, có lựa chọn khác nhau họ biết là tương lai chính trị của họ nằm trong khả năng duy trì sự ổn định xã hội ở trong nước và sự ổn định này lại được nuôi dưỡng bằng tăng trưởng kinh tế sự tăng trưởng kinh tế ở đông nam á trước hết là từ trung quốc nhưng đồng thời cũng là nhờ mỹ do đó về mặt chiến lược việc chọn phe có lẽ sẽ vô cùng mạo hiểm cho các quốc gia trong vùng tuy nhiên việc lựa chọn cân bằng từ chối để bị lôi vào đối đầu giữa các bên nhất là trong chiến lược ấn độ thái bình dương cuối cùng lại chính là giúp để củng cố chính sách gây ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Ấn Độ-Thái Bình Dương, một thực thể địa chính trị mới. Ba người Khmer tại Sóc Trăng và Trà Vinh bị bắt theo điều 331. Ngày 31 tháng 7, ái phây tiếng Việt loan tin. Ba người tại Sóc Trăng, Trà Vinh bị bắt theo cáo buộc chống nhà nước. Theo đó, ba ông, danh Minh Quang, Thạch Cương và Tô Hoàng Chương vào ngày 31 tháng 7 đã bị công an hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh khởi tố và bắt giam theo cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết công an hai tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Sóc Trăng và Trà Vinh cho truyền thông nhà nước biết như vừa nêu Cụ thể, người bị bắt và khởi tố tại Sóc Trăng là ông Danh Minh Quang, sinh năm 1987, ngụ tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đạo Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Còn tại Trà Vinh, gồm hai người là ông Thạch Cương, sinh năm 1987, và ông Tô Hoàng Chương, sinh năm 1986, đều ngụ tại ấp Lạc Sơn, xã Thạch Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang. Theo AFA, công an hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh chỉ cho biết biện pháp bắt giữ và khởi tố ba người vừa nêu xuất phát từ nguồn tin phản ánh của người dân về việc trên địa bàn hai địa phương vừa nêu gần đây xuất hiện nhiều người bị cho là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự ở địa phương Việt Nam Net ngày 31 tháng 7 cho biết, theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, các tài khoản Facebook Cương Thạch, Tô Hoàng Chương đã đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Facebook Cương Thạch do Thạch Cương sử dụng, còn tài khoản Tô Hoàng Chương là của ông Tô Hoàng Chương sử dụng. Việt Nam Net dẫn thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Thạch Cương và Hoàng Chương thường xuyên tổ chức các nhóm họp tham gia hội luận trực tuyến, thành lập hội nhóm và lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh tham gia nhằm khuếch trường thanh thế, từng bước gây ảnh hưởng trong vùng dân tộc. Hình ảnh kênh truyền thông của Liên minh Người Khmer Campuchia Club viết tắt KKF. AFA cho biết thêm, một trong ba người vừa bị khởi tố và bị bắt là ông Tô Hoàng Chương từng bị công an tỉnh Sóc Trăng chặn xe, đánh đập sau khi đi thăm một người bạn là ông Lâm Vong Tại xã Mỹ Tâm, huyện Mỹ Xuyên về vào ngày 23 tháng 6. Trước đó, vào ngày 19 tháng 6, công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ và đánh đập ông Lâm Vong ở khóm 6, phường 3, thành phố Sóc Trăng, chỉ vì ông này đi phát sách tuyên ngôn của Liên hiệp quốc về quyền của các dân tộc bản địa, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, mặc áo có chữ Khmer Krom và bản đồ 21 tỉnh của Việt Nam có người Khmer sinh sống. Ông Tô Hoàng Chương cho biết Ông cũng từng đi phát sách tuyên ngôn của Liên hiệp quốc về quyền của các dân tộc bản địa. Ông Tô Hoàng Chương là nhà hoạt động về quyền người bản địa Khmer Krom ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào ngày 25 tháng 6, liên minh người Khmer, Campuchia Krom KKF có trụ sở ở Hoa Kỳ ra thông cáo báo chí lên án công an tỉnh Sóc Trăng về hành vi đối xử tàn bạo và vô nhân đạo đối với ông Tô Hoàng Chương. Trong khi đó, Vietnamnet dẫn thông tin từ công an Trà Vinh cho rằng Thạch Cương và Tô Hoàng Chương sản xuất, tàn trữ, phát tán và sử dụng hàng ngàn tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền cho các tổ chức phản động bên ngoài, hư cấu có ý đồ kích động tư tưởng ly khai, tự trị, thu thập thông tin, tài liệu cung cấp cho đối tượng bên ngoài, sử dụng vào mục đích chống phá Việt Nam. Tương tự, ông Danh Minh Quang là một Phật tử Khmer, từng bị chính quyền thẩm vấn hôm 16 tháng 3, vì tham gia lễ 8 tháng 3 của người Khmer bản địa tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mặc áo thun có in cờ của Khmer Krom. Hơn chục Phật tử Khmer cũng bị thẩm vấn sau sự kiện này. Như vậy, có thể thấy rõ vụ bắt bớ này là một hành động nhắm vào những người hoạt động Khmer Krom. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin ba người Khmer tại Sóc Trăng và Trà Vinh bị bắt theo điều 331 quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thờ thời báo d